Sai chương 32. Các lãnh tụ phải công bằng và ngay thẳng. Vua sẽ cai trị một cách công chính và các lãnh tụ sẽ quyết định hợp lý. Mỗi một lãnh tụ như nơi tránh gió, như chỗ trú ẩn an toàn khỏi bão tố, như suối nước trong đất khô và như bóng mát của khối đá lớn trong đất nóng. Mắt của những kẻ thấy được sẽ mở ra, tai của những kẻ nghe được sẽ chú ý. Ai đang nhẹ dạ sẽ hiểu biết, ai hiện ú ớ sẽ nói rõ ràng và lưu loát. Các ngươi sẽ không cho kẻ ngu là vị nhân hoặc tôn kính kẻ ác nữa. Kẻ ngu nói những lời ngu dại, trong lòng nó manh tâm chuyện ác. Kẻ ngu làm chuyện gian ác, nói phạm thượng nghịch cùng Chúa. Kẻ ngu không cho người đói được miếng ăn hay cho người khác được miếng nước. Kẻ ác dùng mưu ác, nó âm mưu cướp đoạt hết của cải người nghèo, dùng lời dối trá tiêu diệt kẻ nghèo, dù cho khi họ nắm phần phải. Nhưng lãnh tụ tốt tính chuyện tốt lành, và những việc tốt đó giúp họ vững vàng. Thời kỳ khó khăn sắp đến, hỡi các đàn bà hiện không lo âu, hãy đứng lên nghe ta. Hỡi các đàn bà hiện đang yên ổn, hãy nghe ta nói. Hỡi các đàn bà hiện đang an ninh, sau một năm các ngươi sẽ lo sợ, vì sẽ không còn nho để hái, cũng không còn hoa quả mùa hè để gom lại. Hỡi các đàn bà hiện không lo âu, các ngươi nên run sợ. Hỡi các đàn bà hiện đang an ninh nên run rẩy. Hãy cởi bỏ áo quần tốt đẹp các ngươi và cuốn vải xô quanh hông. Hãy đấm ngực buồn rầu vì đồng ruộng trước kia tốt tươi, nay hoang dại. Hãy kêu khóc vì dây nho trước kia sai trái, nay không ra trái nữa. Hãy kêu khóc cho xứ dân ta là nơi chỉ có gai gốc và cỏ dại mọc. Hãy khóc cho thành trước kia an vui và cho tất cả mọi nhà trước đây hớn hở. Cung vua sẽ bỏ hoang mãi mãi, dân chúng sẽ rời bỏ nơi phồn hoa đô hội. Các thành lũy và các tháp cao sẽ hoang vắng, lừa rừng sẽ sống ở đó và chiên sẽ đến đó ăn cỏ. Tương lai sẽ khá hơn, việc đó sẽ kéo dài cho đến khi Thượng Đế đổ thần linh Ngài trên chúng ta. Lúc đó sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu, và đồng ruộng phì nhiêu sẽ trở thành rừng rú. Và dù cho ở trong sa mạc cũng có công lý, và lẽ công bằng cũng sẽ có nơi đồng ruộng phì nhiêu. Sự công bình đó sẽ mang lại hòa bình và an ninh mãi mãi. Dân ta sẽ sống trong các nơi an ninh, trong các nhà yên ổn và ở những nơi an bình thảnh thơi. Mưa đá sẽ tiêu hủy rừng rậm, thành phố sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy. Nhưng các ngươi sẽ hớn hở khi gieo giống gần các suối nước, hoặc khi ngươi thả trâu bò và lừa đi rong. Ê-sai chương 33. Lời cảnh cáo Assyri và lời hứa cho dân Chúa. Khốn cho các ngươi là kẻ tiêu diệt người khác, nhưng chính ngươi chưa bị diệt. Khốn cho các ngươi là kẻ phản bội mà chưa bị ai chống nghịch. Khi ngươi phản bội xong thì chính ngươi sẽ bị phản bội. Khi ngươi thôi chống nghịch người khác thì họ sẽ chống nghịch ngươi. Lạy Chúa, xin hãy tỏ lòng nhân từ cùng chúng tôi. Chúng tôi đã trông mong Ngài cứu giúp. Mỗi sáng xin thêm sức cho chúng tôi. Xin giải cứu khi chúng tôi gặp nguy biến. Tiếng nói vang rền của Ngài khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Sự oai nghi Ngài khiến các dân bỏ trốn. Các kẻ thù ngươi như cào cào sẽ cướp những chiến lợi phẩm ngươi đoạt trong chiến trận. Giống như đoàn cào cào bay ào tới, chúng sẽ cướp lấy của cải ngươi. Chúa rất oai nghi, Ngài ở nơi rất cao.
Ngài đổ tràn lẽ công bằng và nền công lý trên Jerusalem. Ngài sẽ là nơi an toàn cho ngươi. Ngài đầy sự cứu rỗi, khôn ngoan và thông sáng, không gì quý cho bằng kính sợ Chúa. Xem kìa, các sứ giả đang kêu khóc trong đường phố. Những kẻ đang cố mang lại hòa bình đang kêu khóc thảm thiết. Không có ai trên đường, không ai đi trên nẻo. Dân chúng đã phá giao ước họ lập. Chúng không chịu tin vào bằng cớ do nhân chứng đưa ra. Không ai tôn trọng ai cả. Đất đang mắc bệnh và chết dần. Liban bị xấu hổ và hấp hối. Bình nguyên Sharon khô khan như sa mạc. Các cây cối của Ba-san và Cạc-men đang rụng lá. Chúa phán, bây giờ ta sẽ đứng dậy tỏ sự oai nghi ta. Bây giờ ta sẽ được tôn cao. Các ngươi mang thai trấu và sinh ra rơm rạ. Thần linh trong các ngươi là lửa đốt cháy các ngươi. Chúng nó sẽ bị đốt cho đến khi xương chỉ còn chất vôi trắng. Chúng cháy phần nhanh như bụi gai khô. Các ngươi là kẻ từ xứ xa, hãy nghe điều ta làm. Các ngươi là kẻ gần ta, hãy biết đến quyền năng ta. Các kẻ phạm tội ở Jerusalem đang lo sợ. Những kẻ lìa xa Thượng Đế run sợ. Chúng bảo, ai trong chúng ta sống sót qua được đám lửa thiêu hủy? Ai có thể sống gần đám lửa cháy đời đời? Người làm điều công chính nói ra điều công chính. Người không chịu nhận tiền hối lộ, không chịu lãnh của đút lót để làm hại người khác, không nghe những mưu mô giết người, không nghĩ đến điều ác, đó là người được an ổn. Người sẽ được che chở như đang ở trong một cái thành có vách cao kiên cố. Người sẽ luôn luôn đủ thức ăn và không bao giờ thiếu nước uống. Các ngươi sẽ nhìn thấy vua cùng vẻ huy hoàng của Ngài. Ngươi sẽ thấy đất chạy dài mênh mông. Ngươi sẽ suy nghĩ đến sự kinh hoàng của trước. Viên chức đón đâu rồi? Kẻ thu thuế đâu? Còn quan chịu trách nhiệm tháp canh phòng về đâu? Ngươi sẽ không còn thấy các dân hách dịch từ các quốc gia khác nói thứ tiếng mà ngươi không hiểu. Thượng Đế sẽ bảo vệ Jerusalem. Hãy nhìn Sion, thành của những lễ lộc ta. Hãy nhìn Jerusalem, nơi nghỉ ngơi yên tĩnh, như lều không bao giờ bị dời đi, như những cọc lều không bao giờ bị nhổ lên, và các dây thừng buộc nó sẽ không bao giờ dứt. Đó là nơi ngự của Chúa, đấng oai nghi của chúng ta. Đó là đất có suối và sông lớn, nhưng không có thuyền bè bơi bằng mái chèo, cũng chẳng có tàu lớn nào chạy trên sông. Vì Chúa là quan án của chúng ta, Ngài làm ra luật lệ của chúng ta, Ngài là vua chúng ta, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Hỡi các thủy thủ từ các xứ xa hãy nghe, dây thừng buộc thuyền các ngươi lỏng lẻo, cột buồm không vững chắc nữa, buồm không dương ra, của cải vô số của các ngươi bị phân ra, đến nỗi kẻ què cũng được phần chia. Không ai sống trong Jerusalem nói rằng tôi bị đau, vì mọi người sống ở đó đều được tha tội. Ê-sai chương 34. Thượng Đế sẽ trừng phạt các kẻ thù Ngài. Hỡi các dân hãy đến gần nghe, hỡi các dân hãy chú ý. Đất và mọi người trên đất hãy lắng tai. Thế gian và mọi vật trong đó cũng vậy. Chúa nổi giận cùng các dân, Ngài nổi thịnh nộ cùng quân đội của họ. Ngài sẽ tiêu diệt và giết hết tất cả, thay chúng nó sẽ bị ném ra ngoài. Mùi hôi thối sẽ xông lên từ các xác chết, và huyết sẽ chảy ròng ròng xuống núi. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao sẽ tiêu tan, và bầu trời sẽ cuốn lại như quyển sách. Các ngôi sao sẽ rơi như lá úa rụng xuống, từ dây nho hay trái vả khô rơi xuống khỏi cây vả. Gươm của Chúa trên trời dính đầy máu. Nó sẽ chặt qua Ê-đôm và sẽ tiêu diệt hết dân đó, làm của lễ dâng lên cho Chúa.
gươm của Chúa sẽ vấy máu, gươm đó sẽ dính đầy mỡ cùng máu của chiên con và dê, với mỡ của các trái cật của dê đực, vì Chúa đã muốn rằng sẽ có sinh tế ở Bốc Ra và sẽ có giết chóc lớn ở Edom. Trâu rừng sẽ bị giết cùng với các bò đực mạnh mẽ, cả xứ sẽ đầy máu chúng nó và đất sẽ ngập mỡ của chúng nó. Chúa đã chọn thì giờ báo thù, Ngài đã chọn năm mà dân chúng phải trả giá về những điều ác chúng làm nghịch lại Si-ôn. Các sông Edom sẽ giống như nhựa nóng, đất nó sẽ như lưu hoàng đang cháy, xứ nó sẽ như nhựa cháy, lửa sẽ cháy cả ngày lẫn đêm, khói sẽ bốc lên từ Edom cho đến đời đời. Thế hệ này sang thế hệ khác, đất sẽ hoang vu, chẳng còn ai qua lại xứ đó nữa. Chim chóc và các thú nhỏ sẽ chiếm đất ấy, chim cú và quạ sẽ sống ở đó. Dân chúng sẽ gọi nơi ấy là sa mạc hoang vu. Các kẻ quyền quý sẽ chẳng còn ai mà cai trị, các lãnh tụ sẽ không còn. Gai gốc sẽ mọc choáng hết các tháp canh, và các bụi cỏ dại sẽ mọc trên các thành có vách. Nó sẽ trở thành nơi ở của chó sói và chỗ trú ngụ của chim đà điểu. Muôn thú trong sa mạc sẽ sống chung với chó rừng, và dê hoang sẽ kêu nhau nơi đó. Các loài thú sống ban đêm sẽ lấy nơi đó làm chỗ ở và dùng đất đó làm chỗ nghỉ ngơi. Rắn sống trên cây sẽ làm tổ và đẻ trứng ở đó. Khi trứng nở, rắn mẹ sẽ ấp con mình dưới bóng của nó. Kênh kênh sẽ tụ lại từng đoàn. Hãy nhìn cuốn sách của Chúa và đọc những lời viết bên trong, sẽ không thiếu con nào. Con nào cũng có đôi có cặp. Thượng Đế đã ra lệnh, cho nên thần linh Ngài tập hợp chúng lại. Thượng Đế đã chia đất cho chúng, Ngài đã ban cho mỗi con một phần, để chúng chiếm hữu đất đó đời đời và sẽ cư ngụ ở đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ê-sai chương 35. Thượng Đế sẽ yên ủi dân Ngài, sa mạc và đất khô sẽ vui mừng, đồng hoang sẽ hớn hở và trổ hoang, sa mạc sẽ đâm chồi nảy lộc, nó sẽ mừng rỡ và reo vui hớn hở, nó sẽ tươi đẹp như rừng Liban, xinh tươi như đồi Cạc-mên và bình nguyên Sa-rôn. Mọi người sẽ thấy vinh hiển Chúa và sự huy hoàng của Thượng Đế chúng ta. Hãy làm cho các bàn tay yếu ớt trở nên mạnh mẽ và giúp các đầu gối run run trở nên vững chãi. Hãy nói cùng những kẻ đang sợ sệt rằng, hãy mạnh dạn, đừng sợ hãi. Kìa, Thượng Đế ngươi sẽ đến. Ngài sẽ trừng phạt các kẻ thù ngươi. Ngài sẽ bắt chúng trả giá những điều ác chúng làm. Nhưng Ngài sẽ giải cứu ngươi. Kẻ mù sẽ thấy đường, kẻ điếc sẽ nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, còn kẻ câm sẽ lớn tiếng reo mừng. Nước sẽ chảy trong sa mạc và suối sẽ chảy nơi đất khô. Người ta sẽ thấy ảo ảnh giống như hồ nước, nhưng chính ra là hồ nước thật. Nơi chó rừng sống trước kia, nơi cỏ và cây sống dưới nước sẽ mọc lên. Nơi đó sẽ có lối đi, đường cái đó sẽ được gọi là con đường dẫn đến thánh thiện. Những kẻ ngu dại sẽ không được đi trên đó, đường ấy chỉ dành cho kẻ thuộc về Thượng Đế. Không một lữ khách nào, kể cả kẻ ngu dại, sẽ bị lạc trên đường ấy được. Sẽ không còn sư tử sống ở đó hay ác thú qua lại đường ấy, sẽ không ai thấy chúng nó nữa. Đường đó sẽ chỉ dành cho những kẻ được Thượng Đế cứu chuộc. Những ai được Chúa giải phóng sẽ trở về đó. Họ sẽ vui mừng đi vào Si-ôn, và niềm vui của họ sẽ còn mãi mãi. Họ sẽ vô cùng vui mừng hớn hở, còn cảnh đau buồn khổ sở chỉ là chuyện xa xưa.